Xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc máy rửa bát Nation 60SS6 của các bác nhé. Máy rửa bát bây giờ thực ra thì nó hàng bãi quá rẻ rồi. Hình thức của nó thì nó không được bắt mắt lắm thôi, những cái hàng rẻ này. Chứ còn thực ra để mà các bác mà rửa tính công năng thật sự, những cái máy rửa bát Nhật này nó còn bền hơn cả những cái máy mới rất là nhiều. Nhiều bác có chồng mua, bác gái nhờ chồng mua tặng cho cái máy rửa bát thì lại cứ bảo rửa nhanh cái xong 10 15 phút xong, nhưng các bác không có hiểu rằng là thực sự ra mình ăn cơm một ngày 2 3 bữa dùng máy rửa bát rất là tiện, sạch sẽ cho cả gia đình. Nhiều bác lại còn sợ con lười nhưng mà các bác lại mua máy giặt dùng, chả bác nào bây giờ nhà không có máy giặt cả. Máy rửa bát thì cũng bên Nhật thì cũng như Việt Nam, máy giặt thôi, nhà nào chả có. Dần dần rồi tiến tới Việt Nam mình ngày nào cũng nhà nào cũng có máy rửa bát hết các bác nhé. Đắt hay rẻ thì cũng là máy rửa bát, cũng là rửa ok ngon này. Chất lượng như cái máy rửa bát Nhật, những cái máy rẻ này em bán cho các bác với cái giá nó biết là bảo hành 6 tháng. Các bác nào lăn tăn thì thêm cho em 500 nghìn là bảo hành cho hẳn 3 năm. Linh kiện thì rất là sẵn, giá thì rẻ. Cái con này em bán có 2 triệu 7 nhé. Một con VIP của Nationa. Kính của nó thì không được trong nữa rồi. Đấy, nếu mà kính trong thì con này nó lên đến 3 triệu 8 các bác nhé. Con này có khử khuẩn tiêu cực tím, con này các bác nhìn đây này. Đấy, thấy chưa? Em quay ngoài ánh sáng thì mình nhìn không rõ, còn tối thì nhìn rất là rõ. Ở cái model này, duy nhất model SS6 này này có khử khuẩn bằng tia cực tím, tức là trong quá trình đun nước nhé, trong quá trình đun nước nóng này các bạn này, đấy, thì nó sẽ có cái tia cực tím này để khử khuẩn bát đũa luôn. Đấy, thì duy nhất model này có thôi, không model nào có cả. Đấy, con này về hình thức thì nói chung nó không còn được long lanh nữa rồi, kính thì nó mờ rồi. Ở đây là lớp mica bên ngoài thôi các bạn, có không ảnh hưởng gì nhá. Bên trong này nó còn một lớp kính nữa cơ, bên trong là còn một lớp kính kính thủy tinh, còn bên ngoài này là mica thôi, thì để lâu thời gian tự nó ngả màu vàng đi thôi. Để hình thức thì bọn này toàn bộ inox hết, thân vỏ inox các bạn nhé, cực chắc chắn, cực bền luôn, trông thôi bọn này bền lắm ạ. Đồ đạc thì rất sẵn vì nhà em nhập rất là nhiều, các máy vỡ máy hỏng rất là nhiều, về lấy đồ chả thiếu cái gì phục vụ các bác cả. Trên máy thì đầy đủ tính năng như những máy đắt tiền bình thường thôi, vì bản chất cái máy này nó là những máy đắt tiền thì chẳng qua là bây giờ theo thời gian thì nó rẻ thôi, còn trước kia thì nó cũng 15 17 triệu chứ không ít gì ạ. Đấy. Đây là các chế độ rửa các bạn này, lúc này chuyển chế độ rửa nhé, có nhiều chế độ rửa lắm, chế độ rửa tiêu chuẩn, rửa mạnh, rửa nhẹ, rửa nhanh, rửa với nước nguội. Đấy. Có chế độ sấy riêng biệt không, có thời gian sấy máy rửa sử dụng rất là dễ, thời gian sấy 20 phút, 40 phút, 60 phút, có cả chế độ là giữ khô bát đũa này, như là một cái chặn bát luôn. Những cái ngày tháng nồm các bác bấm cái chế độ này thì máy các bác nó thỉnh thoảng nó giữ khô bát đũa. Đấy, nó làm cho bát đũa của các bác khô luôn. Sấy sử dụng rất là dễ dàng, máy chỉ cần nút ấn nút bật nguồn này, ấn nút vàng là rửa, nút này nút tắt nó hẹn giờ. Về già trẻ em đều sử dụng được hết nhé. Nhà em bà già em sử dụng con máy như này rửa rất nhiều. Đây, sử dụng khoảng 8 người ăn xếp bát và thoải mái, nó không rửa son thôi, rửa máy Nhật này xếp bát thoải mái luôn, rửa hoàn toàn bằng nước nóng nhé, không tốn một đồng nào về chất tẩy rửa cả, không tốn một tí nào chất tẩy rửa nhé, hoàn toàn bằng nước nóng luôn. Ở các bác khi mà mình hôm nào mình ăn cá hoặc dầu mỡ nhiều thì các bác có thể cho một chút xíu nhé, chút xíu thôi, cái nước rửa bát bình thường cũng được, không được cho nhiều nó có bọt, chỉ cho một xíu 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 thôi. Đấy, bằng cái đầu ngón tay này một tí thôi này. Đấy, để cho mình rửa. Còn không được cho nhiều đâu ạ. Còn bình thường nếu đúng của nó thì các bác mua cái bên rửa bát của nó. Còn không thì các bác cứ rửa không nước nóng cho em rất sạch rồi. Đây, máy phun rất là khỏe luôn các bác. Phun rào 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 luôn. Đấy. Bên này nội thất thì cái thứ rất là sạch các bác nhé. Nội thất con này rất là mới này, sạch đẹp. Đây là ống để đũa là xếp được 12 cái bát con ở ngạnh này nhé, 6, 7, 8 cái đĩa ở đây. Trên này các bác úp nghiêng, các bát ô tô, các cốc chén nói chung là xếp bạt ngàn luôn. Đấy, con này mọi thứ răng chỉ còn rất ok này. Đây cửa thì còn rất là mới các bác nhé. Em bán có 2 triệu 7. Các bác thêm 450 bộ đổi nguồn nữa là các bác có thể có một cái máy rửa bát cho gia đình rồi. Bảo hành 6 tháng. Các bạn thích bảo hành 3 năm thêm 500 nghìn. Chào các bác.